Ok, xin chào tất cả anh em nhé. Đấy thì là vừa nãy là mình mới ngủ dậy thì mình đang ngồi đây thì vừa có nhận được cuộc gọi của Phượng. Thì không biết là Phượng gọi cho mình bảo gì nhưng mà mình vẫn chưa dám nghe. Thì thật sự mình rất sợ là Phượng gọi cho mình lại cái nói cái kiểu bảo là muốn quay lại này nọ, nên là mình cũng không biết là trả lời nó làm sao nữa, nên cũng không dám nghe. Nhưng mà thôi, mình vẫn quyết định là mình sẽ nghe, nếu mà Phượng còn gọi lại thì mình sẽ nghe, còn không gọi nữa thì thôi. Đấy nên mình sẽ quay cái lúc đấy mới nói xong. Đấy mới nói xong bây giờ mình sẽ nghe xem Phượng bảo gì nhá. Ơi Phượng à, anh đây. Qua về bố em có xem được video, bố em muốn gặp anh nói chuyện. Bố em hôm qua xem được video bảo là muốn gặp anh để nói chuyện à? Thế biết bố em định nói chuyện gì không? Em không biết, bố em bảo để muốn gặp anh để nói chuyện. Thế nghe hôm qua về nhìn mặt bố có căng không? Không sợ đâu, bố không nói chuyện đâu, không có làm gì anh cho tôi nói chuyện. Nhưng mày về bố em đánh anh sao? Bây giờ đùng cái, bây giờ chuyện anh cái em chẳng có gì cả. Bây giờ bảo anh về nói chuyện ngại lắm. Hôm trước, đợt trước đã anh đã bảo anh về một lần rồi, bây giờ lại bảo về lần nữa. Bố muốn gặp nói chuyện gì anh cũng về gặp bố đi. Thế bố em bảo bao giờ anh về? Thứ ba này khai trương quán của em xong là về nhà em ăn cơm á? Vâng. Khai trương quán gì? Quán trà chanh của em thì... Ôi, mở hẳn quán trà chanh cả. Vâng. Đi nhỉ? Thế em cái ai mở, em cả chị em hay ai? Em với chị em ạ. Ừ, hôm qua anh cũng anh trai em, cái anh gì nhỉ? Anh Lanh à? Anh Lanh của em cũng gọi cho anh bảo là ra gặp anh nói chuyện nhưng mà anh vẫn chưa ra được, chắc là để chiều anh mới ra. Bây giờ lại lên bố em. Bây giờ anh thật chứ, bây giờ hết anh trai em lại lên bố em hẹn gặp anh nguy cơ là nghe vẻ tính mạng mất hơi cao đấy. Thế bây giờ anh hỏi thật là nhà em có ai là có truyền thống đánh nhau gì không? Em không phải, em ngoan hiền lắm. Không hiền đó. Ờ, thế đâu chưa? Thế đang đâu mà ồn đấy? Em đang ở đám cưới mà. Đám cưới á? Đám cưới ai? Đám cưới anh em ạ. Ừ, thế đám cưới phải vui nhé, đừng có nghĩ ngợi buồn gì nhá. Thôi em biết rồi. Ờ, thế gọi là chỉ nói thế thôi gì? Vâng, thứ ba anh về khai trương quán trà chanh với em nhá. Ờ, rồi, cái gì thứ ba anh về nhá, cái gì về anh gọi nhá. Vâng. Ừ, thế đi ăn tối nhá. Vâng, vâng. Ừ. Thôi xong rồi mọi người ạ. Không biết tại sao mà hôm qua khi xem mình đăng clip đấy thì có anh trai của Phượng bảo là anh họ muốn gặp mình để nói chuyện thì mình cũng chưa gặp được, thì đến tận bây giờ đấy thì lại bố Phượng bảo là thứ ba về khai trương quán trà chanh của Phượng. Phượng cả chị Phượng là mở ra quán trà chanh nên là bảo là về nhà ăn cơm nói chuyện luôn. Thì không biết là bố Phượng sẽ nói chuyện gì, nhưng mà thật sự là mình là cái tính mình là ngại nhất là gặp phụ huynh. Không biết là bây giờ về ứng xử như nào, về bố Phượng lại bảo là lại nói những cái câu bảo là mày sao mày chia tay nó, xong mày có thích chia tay không hay nói gì, mình sợ lắm. Nó thật là cũng hơi run đấy. À cũng run, gọi là run nhiều chứ không phải là không run đâu. Đấy thôi thì nói chung là đấy, cuộc gọi bảo mọi người cũng nghe rồi nên mọi người biết rồi. Thì thôi nói chung là sự việc này của mình và Phượng thì cứ để thời gian nó dần dần nó tự trả lời đi, chứ mình không biết là phải trả lời cho mọi người như nào cả. Đấy. Thôi chắc mình dừng clip đây. Hẹn anh em clip sau nhé. Bye bye anh em.